Xin chào tất cả mọi người, nhạc cụ Trần Liêm ngày hôm nay thì sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng cây đàn piano Digital B105 của Yamaha nha mọi người. Thì mình thấy trên mạng á, mình search qua một vài vòng á, thì mình thấy có ít ai mà hướng dẫn cái cây này cho mọi người lắm. Nhưng mà cây này Trần Liêm mới thu và âm thanh của nó rất là hay luôn. Và hôm nay Trần Liêm sẽ làm một cái clip hướng dẫn để gửi đến mọi người, để những ai mà có cây đàn thì sẽ khám phá thêm những cái tính năng rất là hay của nó nha mọi người. Đó, mọi người nhìn vào đây thì đầu tiên đây là nút là nút nguồn. Mọi người mở lên. Còn đây là volume, là điều chỉnh âm lượng đó mọi người. Đó. Rồi tiếp theo tới cái nút kế bên nút volume là nút demo. Thì bấm vô thì sẽ có nhạc demo thôi. Bấm cái nữa là tắt. Rồi ở đây nó có nhiều chức năng lắm nha. Mọi người thấy cái hai cái nút này mà nó có ba cái nè, chữ L nè, mũi tên xuống nè, mũi tên ngang nè. Mọi người thấy nhiều không? Thì những cụm này thì nó sẽ có liên quan. L là bên tay trái, R là bên tay phải. Thì nếu mọi người bấm chữ L, bấm vô đây một cái, mọi người chữ L nè. Rồi mọi người chọn tiếng string đi. Là bên đây thành tiếng string, bên tay phải của mọi người thành tiếng string nhé. Đây. Đó. Nó chia bàn phím thành hai phần luôn, một phần là string. Đó. Rồi mọi người muốn đổi cái tiếng piano đó thành một cái tiếng organ thì bấm chữ R. Organ. Bên đây vẫn là string. Rất là ok luôn. Cái này thì nó sẽ dành cho những ai mà điểm trong nhà thờ hoặc là điểm hát mà muốn sử dụng một lúc hai tiếng á thì rất là ok, nó chia cái bàn phím ra thành phân nửa luôn. Đó. Rồi bây giờ muốn piano thì bấm chữ L, chọn tiếng piano đây. Đó, bắt đầu nó lấy ranh giới là octave thứ mấy ta? 1, 2, 3, 4. Nốt C của octave thứ 4 trở về đây lập tiếng và ngược lại lập tiếng nữa. Rồi ok, đó là cái tính năng đầu tiên của cái hai cái cụm nút đó ha. Tiếp theo nè, mình sẽ hướng dẫn thêm. Rồi ở đây là chữ L, chữ R là được giải quyết xong, có nghĩa là tách cái cây piano thành hai cái phần khác nhau. Rồi tới chữ tempo. Tempo có nghĩa là nhịp độ nhanh chậm. Ví dụ mọi người bấm vô đây là mọi người nghe nhạc, mọi người nghe cái trống báo không, mọi người để giữ nguyên luôn là cái trống nó sẽ tăng. Đó. Không, tăng giảm nè, nhấn giữ xuống. Rồi, tắt nó đi. Ở đây nó cũng lại tiếp tục tới nút này, nó có hai cái chức năng. Đó, chữ drip là chọn cái nhạc có báo trống. Thứ hai là metronome là máy gõ nhịp. Thì mọi người nhìn thấy cái chữ metronome ngay đây. Đó, mọi người thấy chữ metronome ngay đây không? Đó, hiện tại cái chức năng này là chức năng cho báo trống đúng không? Chức năng nó có trống điện theo, thì mọi người muốn tắt nó, mọi người nhấn cái chữ rim này, nhấn cái chữ metronome. Rồi, mở lên. Nó trở thành cái bộ máy gõ nhịp. Mọi người thấy không? Không ai để ý là sẽ không bao giờ mà sử dụng được cây đàn này. Đó. Đó, ok. Rồi, tiếp theo. Binalist gì style đó, có nghĩa là chế độ của style piano. Mọi người bấm vô một cái là tự động mọi người bỏ hòa âm vô là nhạc nó tự đánh luôn. Ví dụ. Tự đánh luôn. Chỉ mà bỏ hòa âm thôi. Mình tắt nó bấm nút này, đó. Còn tiếp theo hai cái nút này là nút red. Red có nghĩa là thu âm. Ví dụ mọi người bấm vô nè. Rồi tắt nó. Play. Đó, nó sẽ nhớ lại cái thao tác mình vừa đánh nha. Rồi tắt nó. Rồi ok. Còn đây là những cái tiếng mình có thể thay đổi. Rendino. Urbino. Tiếng organ. Rồi nhưng mà mọi người thấy ở trên đây nó có một dãy tiếng riêng, ở dưới đây có một dãy tiếng riêng. Như vậy trong cùng một nút thì làm sao để mình có thể chọn được cái tiếng ở dưới, đúng không mọi người? Nào, ví dụ mình bấm vô đây là ra tiếng grand piano nè. Rồi muốn cho nó trở thành cái tiếng grand piano 2 thì làm như thế nào? Nhấn giữ xíu.
nó sáng đèn lên. Nó sáng đèn lên có nghĩa là chúng ta đã chọn được cây cầm ở dưới. Nhấn giữ. Nhấn giữ. Nó có nhiều hiệu ứng khủng khiếp như vậy ha. Và cái cây đàn này bên Trần Liêm đang bán cho mọi người với giá là chỉ có 6.500.000 đồng. Và cây đàn này nó có tích hợp luôn cái pedal ha. Pedal ở phía dưới mọi người. Cái kích thước của nó thì nó cũng gọn nhẹ lắm nha. Bây giờ mình sẽ đo kích thước và mình sẽ báo mọi người luôn, phù hợp với những người ở trong không gian nhỏ nha. Rồi mình sẽ đo cho mọi người coi luôn nha. Để chứ không ai mà review tận tâm như Trần Liêm luôn nha mọi người. 1.3. Dài 1.3. Ngang 29, cao là khoảng 75. Đó là phù hợp với những không gian nhỏ nha. Rồi demo mình đã hướng dẫn xong rồi, bây giờ mình sẽ cho mọi người nghe thử âm thanh nha. Thì lưu ý mọi người là Trần Liêm hả, không đánh piano, chỉ biết đánh nọc gam thôi đó. Nhưng mà giờ mình sẽ demo mọi người nè. Trước hết là kiểm tra cái cổng pedal nha, bình thường đúng không, chậm pedal vô nè. Đó. Và cái phím bấm nó rất là sướng nha mọi người. Đó. Rồi, mình sẽ chỉ cho mọi người thêm cái chức năng là chainbot nữa. Rất là nhiều người hỏi chainbot trên cây đàn này, tại vì nó cũng rất là khó nếu. Rồi mọi người, bây giờ Trần Liêm sẽ chỉ tiếp cho mọi người một cái chức năng hay lắm đó nha. Đó là chức năng chỉnh chainbot trên cái cây B105 này. Thì mọi người thấy là cái volume nó có chữ demo ha. Bấm cho Trần Liêm chữ demo, bấm cho chữ metronome, nhấn giữ nó nha. Rồi, mình sẽ đếm nút đô lên nè. 1, đô 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, lấy cái nút đô này làm chuẩn nha. Mình có thể cộng 5 hoặc có thể trừ 5. Và ví dụ như bấm vô nút này một cái, bấm lại nè. Nó, khi mà mọi người đè vô, mọi người nó ăn rồi đó, là bấm vô nó không có kêu nha. Rồi, giờ bấm nè. Bây giờ nó thành là re thanh rồi đó. Giờ tiếp tục nè, lên re nút re luôn. Bấm vô. Rồi, đô thành giờ thành re nè. Rồi, muốn trở về đô thì bấm giữ lúc này thôi. Đô, rồi muốn giảm xuống, muốn đánh la thì bấm demo. Metronome thì bấm la một cái. Đó. Nó thành la đó mọi người. Được tăng 5 hoặc là giảm 5 thôi, cộng 5 hoặc là giảm 5. Ví dụ nút đô là 1 nè, nút đô là 0 nha. Cộng 1, cộng 2, cộng 3, cộng 4, cộng 5, cộng 6. Hoặc về giảm nè, trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5. Đó. Thôi cộng 6 hoặc trừ 5 nha. Cộng 6 hoặc trừ 5 là mới được. Đó. Thì mọi người phải chú ý là mới đúng nha. Mọi người muốn chính xác hơn nữa, mọi người lên ứng dụng Sharkline hoặc Apple Store, mọi người tải cho Trần Liêm cái ứng dụng là Pano Beatiner nè ha. Ứng dụng nè, để mọi người đo cho chính xác này nha. Ví dụ đô nè, bây giờ nó là la rồi, tại nãy chainbot là la. Bây giờ mình sẽ chainbot lại đô nha. Bấm vô một cái. Rồi bây giờ nút đô là đô chính xác ha. Rồi ví dụ bây giờ mình cộng 2 lên. Thôi mình 1, 2, 3, 4, mình cộng 4 lên, mình đánh mi đi. Nó bấm mi một cái. Giờ nút đô ra, nút mi liền luôn nè. Đó, thấy không, mi chính xác chưa. Mi. Rồi bây giờ muốn tranh boss là son thì bấm giữ son. Rồi bỏ xuống son liền, ăn liền. Đó, rất là đơn giản nha. Cái tuyệt chiêu này không phải ai cũng biết nha mọi người, phải tìm hiểu lắm thì mới ra được đó nha. Rồi bây giờ thì chúc mọi người thực hiện thành công. Giá cây đàn này 6.500.000. Nếu ai chưa có đàn piano muốn tậu một em này thì liên hệ ngay với Trần Liêm nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.